Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình đã trở lại với một chủ đề, đó là daily vlog. Thì mấy bữa rồi mình không làm daily vlog, rồi hôm nay mình sẽ làm một cái nha. Ok, thì bây giờ bắt đầu thôi. Yay. Thì đầu tiên mà mình làm trong ngày hôm nay vẫn sẽ là chọn ra một cái scrunchie dễ thương nè. Thì hôm nay mình sẽ không có làm thêm một màu nào hết, mà mình chỉ làm một cái ngày bình thường thôi à. Thì mình quyết định là hôm nay thì mình sẽ chọn cái, để mình suy nghĩ coi, quá khó. Mình nghĩ là cái sọc cam này nè, rất là dễ thương. Đó, rất là dễ thương nha, mình quyết định chọn nó. Mình sẽ cất những cái còn lại vô. Ok, mình sẽ đi. À, mình mới tìm được một cái chiếc vòng mình đã mua nè. Đó, mình mua chiếc vòng này ở Phan Thiết nha các bạn. Nhìn nó rất là dễ thương ha. Tự nhiên mình tìm thấy ở trong cái rổ vòng của mình. Mình quyết định là đeo cho ngày hôm nay luôn. Yeah, rất là đẹp. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cho ngày hôm nay bằng việc lên kế hoạch cho ngày. Như các bạn biết là dạo này thì mình rất là mê bullet journal. Mình cũng hay lên kế hoạch cho một tuần và một ngày nữa đó. Thì đây là cái cuốn planner của mình, cũng là một cuốn nguyên thuộc nha. Ok, thì hôm nay là ngày 12. Để lâu lắm rồi mình không làm daily vlog. Các bạn thấy là 4 ngày mình để trống rồi nè. Vì 4 ngày thì 2 ngày mình không làm và 2 ngày thì mình chỉ làm về hai chủ đề khác thôi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ lấy một cái viết để lên kế hoạch nha. Quyết định là chọn cái này là Zero Maligner Brush Pen. Cái này thì nó có cái extra file rất là dễ thương và rất là tốt luôn đó. Tiếp theo thì mình có hồi nãy mình xài mình quên thấy nó xuống nè. Đó là cây Zebra Shasha Clip. Cái này mình đã mua trong một, mình đã review trong một video. Và tiếp theo đó là mình có cây viết Zebra Shasha Clip màu Milk Red. Ok, xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu viết thôi. Hôm nay thì mình ít mục tiêu hơn các ngày khác. Đó có 3 mục tiêu thôi. Rồi, thì mình sẽ cho các bạn coi một cái hộp viết này. Đây là một hộp viết màu cam rất là dễ thương luôn nè. Thì hộp viết này rất là đẹp nha. Bằng giấy mà nhìn rất là dễ thương. Mình mua nó cũng lâu rồi nhưng tiện hôm nay mình tìm thấy và rất là có hứng để xài nó nè. Ở bên trong thì nó sẽ có cái thước có biểu, mình có thể ghi thước có biểu của mình trong một tuần nữa bạn xài để đi học. Còn bên này là tên, lớp, trường và cái phần ghi chú nè. Ở trong thì nó không được to cho lắm nhưng mà để cũng được nhiều viết á. Thì đầu tiên là mình có một cái viết chì bấm. Cái này thì mình rất là thích luôn, rất là dễ thương luôn á. Ngoài ra thì cái này thì mình cũng có thể gỡ ra nữa nè. Tiếp theo là mình có cây Jelly Roll của Sakura màu cam nha. Cây viết Agent màu đen rất là quen thuộc. Một cây Crayola viết chì màu đỏ nè. Một cây highlight của Thiên Long này là màu vàng. Thì thường highlight thì mình thích xài màu vàng thôi. Highlight thì có rất là nhiều màu nhưng mình thích xài màu vàng để highlight. Còn những màu khác thì mình chỉ xài để viết calligraphy hay là xài để trang trí sổ thôi. Một cái viết mực tím thì gel pen này thì cũng rất là tốt. Một cái thước, bữa trước thì mình nói các bạn là mình có một cái thước thỏ đó mà hồng mà không tìm thấy, thì hôm nay mình đã tìm thấy nó nè, rất là dễ thương. Đó,
Xin đây thì mình sẽ squat hết đống này cho các bạn coi. Và một cục gôm nữa. Rồi, giờ mình sẽ squat hết đống này luôn nha. Đây là cuốn sổ con của mình. Đó, mấy bữa mình tập calligraphy à. Đó, viết rất là nhiều trên mấy cái trang này. Còn đây là trang mà bữa trước tụi mình trang trí nè. Và cái trang này mới đặc biệt nè, hồi nãy mình lỡ lật các bạn thấy rồi. Nhưng mà thêm mọi người sẽ bất ngờ đó. Ta-da! Thì đây là hình mình vẽ. Thì mình vừa vẽ vừa mình sẽ kết hợp là cái cách viết calligraphy cộng với lại cái vẽ thì mình ra được cái hình này. Thì mình vẽ từ cái hộp này nè các bạn. Một cái hộp rất là quen thuộc. Màu vàng, hộp này mình rất là thích luôn, siêu siêu thích, rất là gọn. Cái này thì mình thấy đem đi, mình cũng có một cái như là mẫu khác. Thì mình đem đi học bỏ mấy cái sticker mà cô thưởng vô thì rất là tiện. Thì mình đã vẽ nó ra đây. Thì mình vẽ chiếc xe nè. Mình có hai cái cách viết chữ. Đó, một cách này, cách này. Thì những cái cách viết chữ này thì mình sẽ chỉ cụ thể hơn cho các bạn trong video là dạy viết calligraphy. Mình nghĩ là sẽ làm nó sớm cho các bạn nha. Thì như ở đây là xe chạy quá nhanh rồi, phải làm lửa luôn nè. Đó, có lửa luôn. Hình xe này cũng rất là đẹp. Mình khoái nhất là cái chữ á. Rồi, các bạn có thấy đẹp không? Mình nghĩ là có. Nếu có thì hãy cho video này một like nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ squat viết cho các bạn coi. Đó là cái đống viết mà mình mới vừa lục ra trong cái hộp viết của mình nè. Mình sẽ squat hết cho các bạn luôn. Thường thì đi học mình cũng đem vô đây viết á các bạn. Thì nó học mất cũng chưa có gần, nhưng mà không hiểu sao thì mình rất là muốn chuẩn bị luôn. Nghĩa là mình sẽ sớm có một video back to school cho các bạn. Cái viết chị này viết lên rất là đẹp nè. Thì mình thích viết chì, mình có ba loại viết chì: viết chì khúc, viết chì bấm và cái viết chì chuốt bình thường. Thì mình thích nhất là viết chì khúc. Nó rất là gọn với lại nó khó bị gãy. Nó không, mình không cần phải đem đồ chuốt nữa. Chỉ cần là có khúc thôi. Những cái khúc thì nó có sẵn trong viết chì rồi. Còn viết chì bấm thì mình cũng phải đem theo cái hộp ruột. Với lại nó dễ gãy hơn á. Gặp mình thì viết mình đè rất là mạnh, rất là dễ gãy. Thì mình sẽ tiếp theo với cây sakura này nha. Và đây là viết chì màu của Crayola. Ups, màu đỏ. Lâu rồi mình không chút cái cây này, nhìn nó như vậy khó viết cực kỳ luôn. Nhưng mà mình tìm hoài không thấy cái đồ chút ở đâu hết á. Tìm hoài không thấy cái đồ chút nên mình cũng không có chút nữa. Thôi để bữa khác mình tìm thấy rồi sẽ chút nha. Tiếp theo là cái viết Ajin quen thuộc. Phần này là Ajin dâu nha. Các bạn ơi, nếu các bạn cũng thích những cái viết chêu mực đen thì mình nghĩ Ajin cũng là một sự lựa chọn cho các bạn. Nhưng mà các bạn chỉ có thể xài nó để take note. Nhưng mà các bạn đừng có note những cái, đừng có xài để viết những cái chỗ mà yếu quan trọng á, cần highlight á. Highlight các bạn để lâu lâu hẳn highlight. Mình sẽ để lâu lâu có khi thì quên mất tiêu đó. Thì để lâu lâu mới highlight, chứ highlight ngay lập tức á là nó sẽ dính mực đen xì lì không thấy gì hết. Màu vàng thì viết calligraphy ra hơi tối. Hơi chói, mình sẽ lấy màu cam để xuất thử cho các bạn.
cây là suốt, cây hai là vàng, đây là cây cam. Cây vàng này thì mình xài nhiều quá nên nó cũng cái ngòi nó cũng hư rồi. Cái này ngòi này chỉ highlight được thôi chứ viết calligraphy thì không được. Để mình thay cây khác nha. Nhưng mà mình có thể thay bằng cây Mavi này. Viết nhỏ nhỏ, cái này thì đương nhiên là không viết được calligraphy rồi, nhưng mà highlight thì cũng rất là ok. Rất là tốt, ngòi mềm. Nhưng mà cầm thì không thể nào cầm theo kiểu của calligraphy được. Hôm nay sẽ rất khó. Ok. Tiếp theo là cái viết gel tím này. Lúc đầu thì mình tính đổi nó thành cái cây viết mà mình sẽ viết ở trường. Nhưng mà mình coi lại thì nó hay bị nghiệt mực. Khi viết ở trường thì nhiều khi nó sẽ bị nghiệt mực, mực nó không ra. Cho nên là mình vẫn giữ cái viết cũ. Nhưng hiện tại nó lại đang bị nghiệt mực nữa nè. Ok, hết rồi. Cái này thì mình cũng mới mua đây thôi, mực nó còn nhiều. Đó. Và cuối cùng thì mình sẽ thử cây thước với lại cục gôm cho các bạn nha. Đây cũng là hai món rất quan trọng khi tụi mình đi học đó. Tại vì như cái tiết học nào mình cũng cần xài thước, hoặc như tiết học nào mình cũng xài gôm hết đó các bạn. Đó, mình mới xài nó nghỉ nữa. Oh my god. Không được, không được. Chuyện này không được rồi. Ok, mình mới viết được chữ A thôi. Đây các bạn. Ở đây là cái xài thước kẻ nè. Đây là viết chữ A, giờ mình sẽ xóa chữ A đi nha. Program này thì mình xài cũng được trong một video rồi. Một hai video gì đó. Này thì gom này gom rất là sạch. Nhưng mà tự nhiên nó bị xước cái giấy ra luôn rồi. Trời ơi. Khi nó xước rồi mình sẽ gỡ nó ra luôn nha. Những cái gom mà hình hình kiểu dễ thương á, nó sẽ không có gom được đâu. Các bạn mua những cái gom mà kiểu basic như vậy nè, gom mới được. Chỉ mua mấy cái gom hình hình rồi về chơi ha. Đó, mình gom sạch sẽ chữ A luôn, mình chưa từng viết luôn á. Rồi, bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp hết đống này trong hộp viết. Rồi mình tiếp tục hoạt động tiếp theo. Tính làm cái video ngắn ngắn thôi mà sao nó dài dữ vậy các bạn. Thôi kệ đi nè. Giờ sẽ dọn dẹp lại. Nó lại rớt cái giấy ra nữa. Thôi kệ, quăng cái giấy cho học viết luôn đi. Thường như khi mình làm biến có mấy cái đồ kiểu sticker mình gửi ra mình dán đâu, mình làm biến có cái miếng lót ở dưới á, thường mình bỏ đi học viết luôn. Nhiều khi mình dở học viết ra mình nói tại sao học viết mình có nhiều đồ dữ vậy. Mà đa số là những cái sticker đã xài rồi nha. Ok, thì mình sẽ xếp cái này lại và đi trang trí journal thôi. Thì để mình kiếm cái cuốn journal. Wow, đây. Đây là cuốn mini journal của mình. Còn cuốn lớn là đây, nhưng nên mình không có hướng. Tại vì mình hơi là miếng viết đó các bạn. Đó, thật ra là mình quyết định là sẽ trang trí cuốn nhỏ. À, mình mới kiếm ra được cái cuốn này, cực kỳ dễ thương luôn. Hình một bạn mèo. Mình rất là thích mèo. Tổng cộng là có 60 trang, giấy thì mình chưa thử nên chưa biết chất lượng nha. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ rất là tốt. Ok, giờ thì mình sẽ bắt đầu trang trí. Trước đó thì phải lựa ra một mảng sticker nè. Thì mình sẽ bỏ những cái sticker mình lựa vô trong cái hộp này. Hôm nay thì mình cũng chả biết là mình nên trang trí theo kiểu nào nữa. Tinh tịt hay là cô te. Nên mình lựa đại một vài kiểu rồi sau đó đem ra trang trí thôi, chứ chả biết là xài cái nào hết á. Có lúc mình tự hỏi là mình là tại sao mình lại trang trí được như vậy, nhưng cũng có lúc mình lại tự hỏi là tại sao mình không có ý tưởng gì để trang trí thì. Ok, lựa hồ ra mấy cái sticker te quá trời nè. Còn có washi tape nữa.
thì mình sẽ lấy kéo để cắt mấy cái sticker cuộn cuộn giống như nè. Đúng là chắc là sợ nó bị trúng cái sticker lắm luôn á. Ok, mình đã lựa đầy đủ cho ngày hôm nay của mình rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm thôi. Để cái khay này qua một bên nè. Mình thấy vậy làm như vậy thì mình nghĩ là nó sẽ gọn gàng hơn. Mình lấy cái kẹp. Đây là kẹp của mình. Cái kẹp bướm mini này nè, nó dễ thương quá các bạn. Yes. Nhưng nó không có kẹp gì nhiều hết á. Mình có như vậy thôi chứ mình cũng chả xài gì. Lâu lấy ra chơi chơi. Kẹp kẹp mấy cái giấy mini thôi chứ không có kẹp được nhiều đâu các bạn. Nhưng không kệ gì, nó dễ thương mà. Đó, chỉ có những cái kẹp lớn cỡ cái này thì mới xài được thôi nè. Cái này thì tự nhiên mình đi vô sinh nhật sắp, thấy mê cái bộ này quá nên là mua liền luôn. Đó, một em sticky note để trang trí. Mình nghĩ là sẽ được hình trái tim, con thỏ trái tim này nè. Thì nó dễ thương. Thỏ này thì cũng có nhiều keo. Hên là con thỏ này nó không bị dính keo, các bạn, keo nó cũng còn nhiều. Nên ok, rất ok luôn. Mình lại quên lấy chai keo khô nữa rồi. Mình quên lấy chai keo khô nên là hôm nay là phải dán tạm bằng washi tape nữa. Không, thôi kệ. Mai mình sẽ nhớ lấy cái chai keo khô sao nha. Đây là washi tape. Trang trí đơn giản thôi nè. Thì đây là một cái kiểu phải nói là trang trí cũng là đơn giản nhưng mà nhìn rất là dễ thương. Dán như vậy quá dễ thương luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục trang trí. Do là cái hình này nó quá to so với cái trang sổ của mình nên mình phải cắt nhỏ nhỏ nó lại. Ok, để mình cắt lên nè. Không, nên cắt trúng cái tay con rùa. Xong xong xong. Cắt ra xong rồi thì nó dễ thương, nhìn gọn gọn dễ thương lắm luôn. Đó, trang trí vô là cực kỳ dễ thương nè. Để mình thay đổi nó một xíu. Đó, rất là dễ thương. Lấy thêm cái washi tape này. Những cái washi tape mà mình xài hôm nay thì rất là dễ thương. Đó. Ops, thì mình lựa ra một cái. Thì hôm nay mình quyết định là lấy cái cây mồi để viền lại nè. Đó, viền lại nhìn cũng rất là dễ thương. Đó, rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ ghi ngày ở trong. Không biết ghi có đủ không á. Tại kiểu mình ghi thì nó rất là to. À quên, phải viết màu smoke luôn trước nha. Nếu màu đậm thì mình viết sao nè. Đó. Hồi nãy mình mới viết lộn cái màu Caribbean Blue này rồi. Vì khi mình hay viết lộn đó các bạn. Cách viết này thì mình sẽ chỉ rõ cho các bạn trong một video sau. Tại vì video này nó cũng không phải về chủ đề đó đó. Nên là ngày mấy ta? À nhớ rồi, ngày 12 nè.
Có điều cái ngòi của cái màu này, của cái cây Caribbean Blue của Marvy thì lại là ngòi pha bình thường, trong khi cái cây của Smoke Blue thì lại là ngòi extra fine, nên nó cũng hơi khó. Rất ok luôn. Lúc đầu xài bằng cái kẹt ngòi file khó quá nên mình đổi thành ngòi brush luôn viết cho dễ. Ta-da! Với những bước trang trí rất là đơn giản thì mình đã hoàn thành xong trang ngày hôm nay rồi. Các bạn thấy chữ hôm nay có đẹp không? Mình thấy là nó cũng đẹp lắm đó. Giờ thì mình sẽ dọn dẹp lại nè. Không hiểu sao mỗi lần mình trang trí xong, dù là mình gọn cỡ nào thì nó cũng bày ra đồ như vậy. Nên bây giờ thì mình sẽ quyết định dọn dẹp. Sẵn dọn dẹp thì mình dọn dẹp luôn cái bàn của mình. Tự nhiên hôm nay mình có hứng dọn dẹp với các bạn. Không biết sao từ lúc mình có một cái bàn học mới thì mình rất là khoái dọn dẹp. Khác với lúc trước thì mình cũng không có thích dọn dẹp cái bàn cho lắm. Nhiều khi là bàn nó bày đồ ra xong mình không có ngồi làm được cái gì hết á, nên mình cũng không có muốn dọn dẹp. Hôm nay cái bàn đang ngọn ngàn tự nhiên muốn dọn dẹp, hơi lạ. Cái ngày mà mình đang cần dọn dẹp thì lại không chịu, như cái ngày mà mình không có cần phải làm gì thì không có cần phải dọn dẹp thì mình lại muốn. Thôi để lấy một cái chiếc que cho vui nè. Đâu rồi, đâu rồi, thấy rồi nha. Sẽ lấy một cái chiếc que cho cái journal nè. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp. Hôm nay thì mình không có xài tới bộ màu này. Bữa sau thì mình sẽ làm một review chi tiết hơn của bộ màu đó nha. À đây, mình có một cái bút này rất là dễ thương nè. Mình có thể để dây thun khi đi học đó. Mình mới tìm được nó. Đa số các món mà mình tìm được là những cái món mà mình mua cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà bây giờ thì mình cất nó ở đâu á, thì đó bây giờ thì mình mới dọn dẹp được. Ok, rất là nhiều đồ luôn nha các bạn. Để dọn dẹp lại. Dọn dẹp lại thì mình mới thấy là mình có nhiều sổ ghê luôn á. Có một cái CD của máy in nữa nè, chưa xài bây giờ luôn. Đây có một cái cuốn này, nó kiểu về goal planner, nó lên kế hoạch. Bữa nào mình review nha. Lúc mình mua thì vẫn chưa có kênh, mình vẫn chưa có làm kênh. Hoặc là đây là cuốn notebook cũ. Nhưng mà lúc trước thì mình xài để squat viết nhưng mà nó lem rất là nhiều, nên bây giờ thì mình cũng không có muốn squat cho nó nữa, nó lên nhiều á. Ok, nó còn có cái dây thun để mình giữ cuốn sổ lại nữa nè. Và đặc biệt là cuốn nhật ký cũ của mình đã viết hết nó, viết rất là lâu luôn các bạn. Mình viết hơn 2 năm luôn mới hết á. Tại lúc đó mình viết thôi chứ không trang trí. Với lại nhiều bữa thì mình cũng làm biếng trang trí quá là cực kỳ. Vì thật ra trang trí gọn gàng thôi. Giờ thì mình, đây là mình đang ngồi dọn dẹp lại cái đống đồ. Dọn dẹp xong thì mình biết là mình có nhiều đồ ghê luôn á. Đang trong lúc dọn dẹp thì oh my god, đồ mình nó quá tùm lum. Tức là mình nghĩ nó sẽ không tùm lum đến mức này. Không ngờ nó tùm lum đến mức mình không thể tưởng tượng luôn. Giờ thì mình sẽ sắp xếp. Lúc đầu cũng sắp xếp cái to dưới trước nhưng mà không, mình không thể nào được, tại vì cuốn này mình đang rất là mê và đọc cũng nhiều á, không thể để trước cùng được. Ok, bây giờ sẽ dọn dẹp gọn gàng lại, rất là ok luôn. Lúc đầu thì nguyên cái đống này á là mình không có để ở đây đâu, mình để chỗ cái kệ sách của mình kìa, nhưng mà bây giờ thì nó lại được lôi qua đây rồi, mình cũng không biết tại sao. Và ai đã lôi nó qua đây? Nhưng mà mình nhớ là mình. Ok, cuốn này mình khoái quá nhưng vẫn chưa biết xài để làm gì. Có thể năm sau nó sẽ là notebook của mình. Cũng không phải là notebook nữa, chỉ là cái để ghi lại những cái nhỏ nhỏ mình cần làm thôi. Hai cái này để đâu ta? Có rồi, mình sẽ để ở trên kia. Ok, bây giờ dọn dẹp sạch sẽ cái đống bên đó rồi, mình tới cái ống đựng viết của mình. Hồi mình cầm mà mình sợ nó rớt đồ ghê luôn á. Ok, đã cầm qua được rồi. Rất là nhiều viết luôn. Giờ mình sẽ lấy hết tất cả cái đống viết này qua, ra và sắp xếp lại. Nhiều quá, nhiều quá. Ôi, mình không ngờ là video nó lại dài tới như vậy á. Lúc đầu tính là ngắn ngắn, chừng mười mấy phút thôi à. À, cái dây chuyền này dễ thương quá nè các bạn.
xíu nữa mình lấy ra rồi mình review chi tiết hơn nha. Còn nhiều đồ chứ rồi. Đó, lấy hết đồ ra. Giày á, dọn dẹp nó mới đã. Gì đây? Sticker của Rubik mà cũng nhét ở đây nữa. Chứ là tùm lum á. Ok. Cả lứa luôn. Lứa đồ luôn. Để rất là nhiều những cái món đồ. Có một cái dây cột tóc bữa trước mình review nè. Cũng đây luôn. Nhiều đồ dữ vậy. Hai cái nắp xúc xích mình làm thành một cái này nè. Cũng đã. Hay là một cái con spinner. Rất là nhiều những cái đồ linh tinh. Có cái viết Lego nè. Có cái đồ luôn. Để mình lấy ra hết. Còn cái hộp kim tuyến, mình tính mua kim tuyến trên chiếc sổ bình thường, nhưng tự nhiên mua một kim tuyến neo luôn. Và tới giờ mình vẫn chưa xài nữa. Mua về xong lúc đầu tính làm, sau đó mua về cái không biết là gì luôn. Có mấy cái hộp sữa dầu nữa nè, nhiều đồ quá. Rồi bây giờ nên bắt đầu từ đâu đây? Nghĩa là từ con này đó. Mình sẽ sắp xếp làm sao cho mấy cái viết thì nó gọn gàng hơn, chứ lại dễ lấy hơn nè. Đây nó hơi khó lấy á các bạn. Đó, đi được rồi. Tiếp theo. Để cái này đây. Cái này mình hơi sai thì để ở ngoài. Có cục gâm Faber-Castell ngoài nữa nè. Để mình suy nghĩ coi sao bây giờ. Ở đây. Đây nữa. Còn nhiều những cái đồ linh tinh luôn á. Mình cũng chả biết là bắt đầu từ đâu luôn. Có những cái cây thước, rồi tới cái cây quay gỗ nữa. Những cái lược. Rất là nhiều đồ. Nhiều quá, nhiều quá. Mình sẽ sắp xếp cho nó gọn hơn lúc trước nha. Lúc trước thì nó chưa gọn lắm á, là mình không có để được nhiều đồ. Mà đồ mình lại nhiều nữa. Một cái ống thì là nó chỉ không có là bao nhiêu đâu, chỉ là đây là những cái mình thích nhất đó các bạn. Thì dạo gần đây thì mình mua những cái loại nó khác với lại những cái loại mà lúc trước mình mua. Lúc trước thì mình toàn mua viết ở nhà sách nên nó không có nhiều loại. Còn bây giờ thì mình mua viết ở rất là nhiều chỗ, như là trên những cái shop online, shop bán hàng online, hay là mình cũng khám phá ra được nhiều món hơn và nhiều loại viết hơn. Có một cái túi này là mình để gom ở trong nè các bạn, mấy cái gom mini á. Ở trời không thấy. Đây. Đó, mấy cái gom mini rất là dễ thương. Để cuộn keo vô nè. Oh my god. Đồ người dưới rồi. Nó vẫn không gọn nổi ta. Ok thôi kệ. Không gọn thì kệ nó. Oh no. Có gì mà đồ nhiều dữ vậy mấy bạn. Có bạn nào đồ nhiều như mình không? Mình nghĩ là có. Mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn mà đồ nhiều, rất là nhiều như mình. Mình là kiểu bây giờ không biết bắt đầu từ đâu để dọn dẹp, nhưng mà bắt đầu thôi. Có hai cái trái tim nữa nè. Cái bóng dễ thương lắm. Có cọng thun cục tóc mà cũng nhét vô đây nè. Chán. Có những cái món kiểu như vậy cũng nhét vô nữa. Vậy cũng nhét nổi nữa. Chán. Đây mình quyết định sắp xếp lại. Có này mình nhìn nó giống cục tạ, cái mình lấy mình chơi luôn nè. Trong cái bộ học kỹ thuật lớp 4 á. Bạn nào học lớp 4 rồi sẽ biết nha. Tại mình chuẩn bị lên lớp 5 rồi. Ok, rất là gọn nè. Rất gọn luôn, rất gọn. Ok, nó đã đỡ bài hơn trước rồi.
có cái này mình mua Đà Lạt này, nhìn dễ thương quá trời. Có cái ruột viết này, rồi cái kẹp bướm này nữa, quá trời đồ. Ok, mình xài xong nè. Ơ, không dục. Kệ đi. Phải dùng dẹp hết cái này lại. Những cây viết bảng trắng, viết lông để viết trên bảng trắng mà mình thực sự là cũng không xài nữa mà. Có những cây viết mà kiểu mình không xài luôn mà mình vẫn để. Để tới mức mà nó hết mực rồi nữa mà mình cũng không biết rồi. Ok, đoạn rồi. Giờ là tới đông viết này không biết để vừa không nè. Ủa mà không lẽ mình lấy nó ra không thì được mà mình cất vô không được. Mình nghĩ là phải được chứ hả. Có cái marker này là viết lên cái cuốn sổ improved paper nó vẫn bị lem luôn. Mình cũng chả biết là viết lên đâu nó sẽ không lem. Nhưng mình mới biết tới một cái loại sổ viết nó sẽ không có bị lem. Thấy nó cũng hơi lem lem một xíu nhưng không lem nhiều. Cái là cuốn gì? Dreams Come True, đúng rồi đúng rồi. Cuốn đó thì viết được đỡ lem. Nó vẫn hơi hơi lem xíu nhưng không có nhiều. Chứ nó cũng lem. Trời ơi, viết nó lăn lộn vậy các bạn. Nó nặng quá, nó lăn lộn tùm lum luôn. Thì những cái viết này lúc đầu mình xếp theo màu á, nhưng sau đó thì nó không có còn gọn gàng theo từng màu nữa. Nên là mình cũng để lung tung ra luôn. Chứ không gọn với giống này được nữa rồi. Ô, nữa hả? Không nghe văn tùm lum. Cái này mình xài nó xếp hết mực rồi nè. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Mình phải vừa giữ nó, mình vừa lấy viết các bạn ơi. Không là nó sẽ đổ hết ra. Cái gì vậy? Sao cái đống viết này nó không chịu yên kìa. Hai cây Marvelly Film nó cũng tương tự như Tombo, cũng là ngồi dual brush nhưng nó dành cho beginner, ngồi nó cứng hơn một xíu đó. Ok, cuối cùng mình đã gọn gàng được và còn dư một số chỗ này mình sẽ để dành cho những cái viết sau mà mình sẽ mua. Thì bây giờ mình cũng không có biết để gì vô nữa, nhưng nó gọn gàng mà dễ thương hơn trước rồi nè. Giờ mình sẽ cất nó vô chỗ cũ. Ok, cái này vô chỗ cũ xong rồi một đống rác trên bàn. Đó thì giờ mình sẽ tiếp tục dọn dẹp cái bàn lại. À đây, cái này là cái dây chuyền tự làm nhá. Trong cái set Make It Real để làm vòng tay, mình nhớ là vậy. Dễ thương lắm, đeo vô nha. Ở đây rất là dễ thương. Mình sẽ tiếp tục làm. Những cái đồ trang trí tiểu cảnh để
để gọn nó vô trong cái chỗ này. Là gọn luôn. Có một con mèo rất là dễ thương. Xong rồi thì video này cũng kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy thích video này thì hãy cho mình một like và subscribe cho channel của mình. Đừng quên share video này cho bạn bè của các bạn nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.